Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Lim Game đây. Hôm nay hãy cùng mình tiếp tục chơi game, đừng làm phiền tôi nhé. Tính ra mình chỉ định chơi game để làm clip ngắn cho các bạn xem thôi, nhưng mà hôm đó giúp ông kia làm bài tập lâu quá, thành ra lại thành video dài. Thôi thì tiếp tục khám phá các trò chơi của game nhé. Nếu các bạn có game điện thoại nào hay, hãy để lại bình luận trong video để gợi ý cho mình nhé. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Nào, cùng bắt đầu game đầu tiên chính là giúp chị y tá này hồi sức cấp cứu cho ông già nào. Đầu tiên, mình phải làm thế nào nhỉ? Ra là cái kim khâu rồi. Khâu cho ông già tỉnh dậy nào. Không phải, khâu cái cúc áo. Sau đấy là gì? Khó thế nhở? Không, mấy cái này đều không được. Kéo này. Mấy lả tóc cũng không được. Không được một tóc thì lại được. Đấy, làm ướt tóc thì được mà không gội được đầu. Sao kỳ vậy, game có bị lỗi không vậy? Sao mãi không được nhở? Không được cái, tóc cho chị cái thôi. Cái này là kem gì nhỉ? Ai biết tiếng Trung giúp mình với. Không được rồi. Không ra gì cả. Kéo này cắt cái gì? Không cắt được tóc, cũng không cắt được đầu. Tóc mặt nạ chị gà trắng lên cái nào. Mở tủ lạnh ra thôi rồi. Đặt khăn sang đằng dưới không mở được nhở? Mở được mỗi ngăn trên rồi, tức thật đấy. Mấy cái này để làm gì? Ôi, ông chú tóc từ trắng thành đen luôn rồi. Không những là chúng mình giúp được chị gái xinh hơn, mà ông chú còn cái lão hoàn đồng nữa các bạn. Và mấy cái này không bấm được nhà trời, tức quá đi. Bao giờ bấm được gì cả? Tức quá rồi đấy. Tại sao cái gì cũng không dùng được nhở? Hay là nó phải có thứ tự hợp mọi người? Không có cái gì dùng được luôn ý. Thật sự luôn. Ông chú tay đừng có thỏng bóng luôn đấy chứ. Dùng tay đi. Chú bóng tay à? Cứ tự làm đi. Phải chờ đến cháu nữa. Ta hâm lượng lên một tí cho đỡ bụng mình nào. Không được. Trời ơi, cái gì cũng không được. Bây giờ tóc dài như này sao không dùng kéo cắt được nhở? Hay là kéo không phải để cắt tóc mà cắt cái khác hả mọi người? Không được. Mày ép tóc cũng không ép được tóc. Không cắt được tóc cũng không ép được tóc. Làm sao mà xinh hơn được nhở? Thôi. Bị quá đi à. Đổi game khác nhở. Đổi sang game sau nào. Ai trai, mở cửa ạ. Giúp gia đình thoát khỏi anh trai này. Anh trai này để làm gì? Là anh thơ nụ đó chị gái. Có chó đi bằng hai chân này, mai không đội nón. Có mỗi hai đồng tiền. Bây giờ cho chuột nha. Chuột chết. Và cái lão hoàn đồng luôn, hồi sinh. Và chuột hồi sinh thì nên lấy nhiều tiền hơn. Sửa cửa đi nhỉ. Để xem nào. Chỗ tiền thứ hai. Không thay được quần áo cho mẹ con à? Đấy thôi, làm bà nội ăn mới vậy. Em gấu. Cành bên hầu. Bên hầu cái bao bao luôn. Thêm tiền vào, em trai. Ôi, em trai nhảy ra ngoài cửa sổ luôn. Em trai có tiền một phát là sai ăn đi luôn. Không một lần ngoài lại. Để chị ở lại luôn. Thật là không thể chịu được. Lại thua rồi. Tiếp nào, lại nha, chuột. Dậy đi. Đi làm. Kiếm tiền về cho tao. Bấm nhầm rồi. Lại thua. Lại nào. Chuột. Đi đi em. Đi làm kiếm tiền về cho chị. Lần này chị không mắng em nữa. Chị sai rồi. Rồi. Đưa tiền đây nào. Nào. Máy cửa này. Sau đấy thì hay tường. Cho em trai à? Để em trai có đi thêm lần nữa không nhỉ? Em trai vẫn đi. Đúng là không thể trông chờ gì vào đàn ông cả. Cái này sửa thành thang máy này. Liệu trong thang máy có ai không nhỉ? Có mở được thang máy chắc không? Không mở được rồi. Còn thay cái bàn.
thức ăn, liệu có thắng không? À, vẫn không thắng, tức thật đấy. Lại một lần nữa nha. Nào, chuột ơi, đi làm kiếm tiền về thôi. Nếu mà lần này mà không thắng nữa là tức lắm rồi này. Nào, sửa cửa. Sau đó thì chúng mình cho chó đi. Thay đổi cho em cuốn xem nó có khác không nhá. Đổi vậy. Để xem nào. Còn chỗ này thì mình sẽ sửa cửa thang máy này. Xong rồi cho em trai đứng lên. Nào, liệu có xử lý được vấn đề không? Ừ, không được. Vẫn không được. Không biết ở dưới trong chỗ Trung Quốc người ta nói gì nhỉ? Nếu như mà dịch được thì chắc là sẽ dễ sửa hơn ấy. Tại cũng không hiểu tiếng ấy. Không biết liệu ở tiếng thì có đỡ hơn không? Sửa bàn này. Sửa cửa này. Cái này sửa thành cửa viên này được đấy. Cho chó này. Sau đấy thì mình sửa cửa đi. Còn tiền thì mình sẽ sửa thang máy. Sửa thang máy đi. Liệu có thua không nhở? Vẫn thua. Vẫn thua được. Trời ơi, tức thật đấy. Vẫn thua luôn. Nào, tiếp thêm một lần. Lần thứ mấy bây giờ rồi nhở? Rất lần thứ N mất. Nhập rồi. Mẹ, là sao mẹ lại đá con ra ngoài cửa? Trời ơi, buồn quá đi. Nào, chuột, đi làm kiếm tiền về cho chị đi. Ok. Ở số tiền này bây giờ thì sửa bàn. Sửa cửa. Sửa hai cái cửa. Cái cửa. Sửa tường này. Sửa gì nữa nào? Để em trai đứng lên này. Thay quần áo mới. Em trai nhảy đi mất. Mãi nhá, tôi thấy đây là nhà cao tầng các ông ạ. Em trai nhảy cao như thế thì ăn lại ít dễ nhiều. Xin vĩnh biệt cô. Ai, tức quên đi. Nốt một game này nữa là tôi nghỉ nha. Tháng nay thua cũng nghỉ. Không để chịu đựng được nữa rồi. Nốt thôi đấy. Và cuối đi, trời ơi, tức quá, trời ơi. Xem nào. Giúp mọ đám cưới này chụp được một cái ảnh đúng không? Nào, cho chú rể che ô cho cô dâu này. Hay đi hoa cho cô dâu. Cho mọi người cười lên chút nha. Ai váy đi. Ôi, đừng mặc váy đỏ. Xem nào. Mẹ giấu điện thoại này. Đấy, chú rể có kẻ lông mày. Chú rể xuống kẻ lông mày. Cục đấy. Thật, giờ làm thế nào? Giờ làm thế nào để thắng? Còn làm tình gì đó nhở? Alo, alo. Ôi, không có cái gì để bấm nữa rồi. Giờ còn thiếu cái gì? Làm thế nào để thả xong nữa? Còn có mỗi 10 điểm vẫn là xong rồi này. Mọi người ok hết chưa? Còn điểm nào nhỡ nhở? Mấy cái rèm này có mở ra được không? Hoặc có rơi xuống không nhở? Không có cái gì rơi xuống à? Không có cái gì bấm được nữa à? Hay là ô nhở? Làm thế nào để đổi được màu ô cho thành ba cái ô đen được nhở? Có phải là cái ô màu đỏ nên là mình không thắng được không? Đặt lên là xuống này. Đặt lên là xuống. Hay là hoa hồng nhỉ? Liệu hoa hồng của... À, đây rồi, chú bái. Nào, cả nhà cười tươi. Hai bạn xong, ok, thắng luôn. Ok, mày quá dễ luôn, trời đất ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.